Nguyên nhân cái chết đột ngột của diễn viên Anh Vũ là thói quen của rất nhiều người. Thưa quý vị, thông tin nam diễn viên hài Anh Vũ qua đời đột ngột tại Mỹ sau đêm diễn ngày 1 tháng 4 theo giờ địa phương đã khiến đông đảo bạn bè, nghệ sĩ, khán giả vô cùng bàng hoàng tiếc thương. Hiện tại nguyên nhân cụ thể khiến Anh Vũ qua đời vẫn chưa được cơ quan chức năng tại quận Cam, bang California, Hoa Kỳ thông báo. Tuy nhiên mới đây người nhà của nam diễn viên tiết lộ với truyền thông lý do anh ra đi đột ngột vì tắm khuya dẫn đến đột quỵ. Người nhà Anh Vũ nói anh ấy đi diễn về khuya nhưng vẫn tắm, bị đột quỵ và rồi ra đi lúc nào không ai biết. Cảnh sát đã đưa thi thể anh đến nhà xác, có lẽ sẽ không khám nghiệm tử thi. Sau khi làm xong các thủ tục, gia đình sẽ đưa thi thể anh về nước. Được biết hiện tại thì chị gái của nam diễn viên đang ở New York và sẽ sớm tới California để lo làm các thủ tục. Bên cạnh đó em gái của anh Vũ cũng đang làm thủ tục xin visa để nhanh chóng sang Mỹ lo hậu sự cho anh trai của mình. Nói về tình hình sức khỏe của anh Vũ, những ngày tháng cuối đời, nhiều bạn bè nghệ sĩ thân thiết với nam diễn viên tiết lộ thời gian gần đây căn bệnh ung thư của anh đã tái phát. Ca sĩ Nhật Tinh Anh chia sẻ rằng, hôm qua nhìn hình anh đi diễn ở Mỹ, thầm nghĩ anh nói bệnh ung thư tái phát, nhưng sao anh vẫn khỏe mạnh và tươi tắn quá, mừng cho anh vậy mà anh ngủ rồi ra đi nhẹ nhàng, mong anh có giấc ngủ bình yên. Nghệ sĩ Minh Nhí, người có nhiều năm thân thiết với anh Vũ cho biết, cô bạn thân của Vũ ở Mỹ nói ngày hôm trước Vũ đang ăn cơm thì gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Cô ấy hỏi thì Vũ nói là mới uống 5 viên thuốc ngủ vì không ngủ được. Không biết tối đó Vũ có uống thuốc ngủ nữa không mà Vũ ngủ luôn không dậy nữa. Theo nghệ sĩ Minh Nhí, loại thuốc ngủ mà anh Vũ uống có tác dụng phụ là mất trí nhớ. Mặc dù đã từng khuyên anh Vũ dừng sử dụng vì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, nhưng nam diễn viên vẫn tiếp tục uống đều đặn. Vì không uống thuốc ngủ là Vũ không ngủ được, Vũ uống riết bị lờn thuốc nên tự tăng số lượng lên. Căn bệnh ung thư mà nghệ sĩ Anh Vũ khốn khổ chống chọi suốt 19 năm trước khi mất đột ngột đáng sợ như thế nào? Ít giờ qua, nhiều văn nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc thương trên trang cá nhân nghệ sĩ hài Anh Vũ 47 tuổi. Anh vừa ra đi đột ngột vào đêm 1 tháng 4 khi đang lưu diễn ở Mỹ. Đáng chú ý, anh mất ngay trên giường ngủ trong tình trạng đã tím tái. Theo những đồng nghiệp đi cùng với anh trong chuyến lưu diễn, lần xuất hiện này, sức khỏe nam nghệ sĩ suy kiệt thấy rõ. Anh hay quên lời thoại, nói chuyện cũng lắp bắp. Giải thích với mọi người, anh nói do mình lạm dụng quá nhiều thuốc ngủ. Sau khi nghệ sĩ Anh Vũ qua đời, theo những bạn bè thân thiết của anh, nguyên nhân anh Vũ qua đời có thể do sự tái phát của căn bệnh ung thư đại tràng mà anh đã chống chọi suốt 19 năm qua. Cụ thể, vào năm 2000, khi đang trên đà phát triển nghề, anh Vũ phát hiện bị ung thư đại tràng, phải nhập viện điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Những lúc này, tế bào ung thư đã di căn đến gốc gan. 19 năm qua, nghệ sĩ Anh Vũ phải chống chọi với những cơn đau đớn, những lần khủng hoảng khi biết sự sống của mình đang rất mong manh. Theo lời bác sĩ, chỉ cần tế bào ung thư di căn vào gan, anh Vũ có thể mất bất cứ lúc nào. Những lúc ấy, nam nghệ sĩ lo sợ sự thật, chỉ có động lực phải làm điểm tựa, làm trụ cột kinh tế cho gia đình, mới có thể giúp anh cầm cự, vượt lên nỗi đau và sự sợ hãi để kiên trì chữa bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Cường, Giám đốc y khoa bệnh viện CIH cho biết, ung thư đại trực tràng là một bệnh khá phổ biến trên thế giới lẫn ở nước ta khi tỷ lệ phát hiện bệnh ngày càng tăng. Một nghiên cứu của Trung tâm Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh trên tổng số 4.448 bệnh nhân ung thư cho thấy, ung thư đại trực tràng đứng thứ 3 sau ung thư cổ tử cung và ung thư vú ở nữ giới. Ở nam giới, bệnh này đứng thứ 4 sau ung thư phổi, ung thư gan và ung thư dạ dày. Ở Mỹ, ung thư đại trực tràng chiếm 14% ung thư ở nam giới và 15% ung thư ở nữ giới. Nếu được phát hiện và phẫu thuật sớm, thì tỷ lệ sống sau 5 năm của ung thư đại trực tràng cao hơn nhiều so với ung thư dạ dày. Giai đoạn 1 có đến 93% sống 5 năm. Tuy nhiên ở nước ta, phần nhiều bệnh nhân nhập viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn chỉ còn khoảng 8% sống đến 5 năm. Triệu chứng nào nghi là ung thư đại trực tràng? Ung thư sớm triệu chứng rất im lìm. Người trên 40 tuổi thường hay đau bụng ngấm ngầm, đầy bụng, thay đổi thói quen đại tiện như tiêu chảy táo bón, tiêu chảy xen lẫn táo bón, phân nhỏ lại, phân dính máu, tiêu ra máu, đại thể hay vi thể, mệt mỏi, sụt cân, thiếu máu không lý do. Bệnh không có nguyên nhân đơn lẻ, có nhiều yếu tố nguy cơ như với người trên 60 tuổi, béo phì, ăn béo quá, thuốc lá, rượu, nhiều thịt đỏ, ít chất xơ, hay là do người thân bị ung thư đại trực tràng. Theo Phó Giáo sư Cường, ngày nay, với sự tiến bộ trong chẩn đoán và trong điều trị, ung thư đại trực tràng là loại ung thư có kết quả sống còn tốt nhất, 65% sống 5 năm sau điều trị, 90% nếu như u còn khu trú tại chỗ.
Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, giai đoạn 1 và 2, chỉ cần phẫu thuật là đủ, bệnh nhân có thể khỏi bệnh. Ngày nay, tỷ lệ phải cắt bỏ toàn bộ tác hậu môn trực tràng, đặt hậu môn nhân tạo vĩnh viễn đã giảm đi rất nhiều. Bác sĩ phân tích, điều trị ung thư đại trực tràng chủ yếu là phẫu thuật, các phương thức điều trị khác như xạ trị, hóa trị chỉ có tính chất hỗ trợ mà thôi. Nghệ sĩ trong nước và hải ngoại kêu gọi quyên góp đưa thi hài anh Vũ về Việt Nam. Thưa quý vị, trong giới nghệ sĩ, ngoài ông thầy giáo nghiêm khắc Việt Anh, thì nghệ sĩ hài anh Vũ gắn bó nhiều với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và danh hài Minh Nhí. Ngồi ở đâu anh Vũ cũng hay nhắc về một thời khởi nghiệp đầy duyên nợ ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Bà bầu Hồng Vân của sân khấu này đã trao cho anh rất nhiều vai diễn nặng ký. Nghe tin anh Vũ qua đời, ai cũng thương tiếc và hụt hẫng. Minh Nhí kể xưng hô với ai thế nào không biết, nhưng với tôi, hắn hay xưng là mình rất tình cảm. Ông có tật hay tài lanh mà dễ thương. Nhớ có lần đi lưu diễn ở Mỹ khi bay từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, làm ở quầy thủ tục xong vào bên trong, tôi biểu ra sát cổng để dễ thấy người ta đứng sắp hàng mà đi theo. Anh Vũ không chịu, biểu tôi ngồi y chỗ cũ cho thoải mái để nó canh cho. Ai ngờ người ta đổi cửa máy bay đi mất tiêu đời nào. Thế là hai anh em bị bỏ lại, chuyến lưu diễn đó trở thành một chuyến đi nhớ đời nơi xứ người. Còn nghệ sĩ Hồng Vân thì không quên chuyện sân khấu kịch Super Bowl, từng phải diễn vở Oan Hồn Truyện bị hoãn vì thiếu danh hài trụ cột anh Vũ mà còn phải xin lỗi khán giả. Nguyên nhân sáng hôm đó anh Vũ đi quay game show, cao thủ đấu nhạc cùng với ca sĩ Quỳnh Hoa, Quốc Đại, Hoàng Mèo, Đại Ngọc Trâm và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Khi về tới nhà anh bỗng dưng nằm liệt giường, sáng gượng dậy không nổi do bị sốt cao và viêm họng, không nói ra lời. Anh Vũ hay tâm sự với mọi người rằng gần đây giấc ngủ của anh cứ bị chập chờn, anh phải thường xuyên uống thuốc nên người cứ lâng lâng không kiểm soát được, thỉnh thoảng lại lên cơn sốt cao nên nhiều khi thấy điện thoại gọi nhưng vẫn không thể ngồi dậy để trả lời. Vở kịch nào có anh Vũ thì khán giả rất thích. Anh có duyên với những vai ông già xí xọn và lý lắc. Để phong phú thêm cách diễn xuất, lời thoại của nhân vật hay được anh Vũ chêm thơ vào cho lạ. Ca sĩ bầu show Hồng Sơn từng gắn bó với anh Vũ trong nhiều chương trình, cho rằng hình ảnh mọi người nhớ nhất về anh Vũ đó là cái miệng thì móm mà diễn cứ tí lịa rất duyên dáng. Và anh hay diễn hài xen những câu thơ vui nhộn, bá đạo do anh tự chế và sưu tầm. Anh Vũ hay khoe nhiều sáng tác mới của anh như Mưa Về Phố Cũng Như Sông, Mênh Mông Nước Cống Bao Ni Lông Dập Dìu, Người Xe Đồng Cảnh Liêu Xiêu, Ngỡ Nghiêng Lặng Ngụp Thí Điều Chết Trôi. Bạn thân chưa hẳn là đã tốt, bạn tốt chưa hẳn là đã thân. Khi thành công, ai cũng là bạn tốt. Khi thất bại mới biết thật sự bạn tốt là ai. Hay bạn bè ít thôi vừa đủ dùng, chứ đừng để cả thùng rồi khi lâm vào đường cùng, phút cuối cùng nó mới đi cúng. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng lên trang cá nhân thông tin về việc anh Vũ qua đời, kêu gọi mọi người và đồng nghiệp góp tiền đưa thi hài anh Vũ về với gia đình. Thật sự gia đình của anh Vũ và bạn bè đồng nghiệp rất muốn mang thi thể của anh Vũ về Việt Nam, nhưng gia đình anh Vũ hiện lực bất tòng tâm, nếu cố gắng lắm thì cũng có thể mang hài cốt của em về thôi. Đến cuối đời mà anh Vũ vẫn phải tha phương, không được ở quê hương xứ sở thì tội quá, cho nên Hồng Vân muốn cùng khán giả và bạn bè đồng nghiệp chung tay giúp em lần cuối để em về được quê mẹ, và cũng là để giúp chúng ta gặp mặt em lần cuối. Vậy Vân xin được mở tài khoản để quyên góp đưa em về quê hương. Hy vọng anh chị em nghệ sĩ và những khán giả đã yêu thương anh Vũ trong gần ấy năm qua cùng chung tay để đưa em về với đất mẹ lần cuối này. Vân sẽ nhận tiền vận động cho anh Vũ từ bây giờ chỉ qua duy nhất một số tài khoản này: Ngô Đặng Hồng Vân, số tài khoản 0602127169, Sacombank chi nhánh Thủ Đức.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.